điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật các đại chứng minh. Nam mô Tây Phương Tam Thánh Mật Thùy Gia Hộ. Nguyện thứ 23. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi thừa thần lực Phật đi cúng dường chư Phật. Khoảng bữa ăn nếu không đến khắp vô số vô lượng ức na do tha cõi nước thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Nguyện này ý nói rằng một chúng sinh hóa sinh ở trong Tây Phương Tịnh Độ của Cực Lạc nhờ thần lực của Phật A Di Đà, nương vào thần lực của Phật A Di Đà mà thiên chúng này cũng có đầy đủ sức thần thông quảng đại. Ở trong khoảng một bữa ăn, trong thời gian một bữa ăn thôi, thì người này có thể đi khắp vô lượng ức na do tha cõi nước. Còn bây giờ mình nương vào thần lực của mình nhảy lên rớt xuống cái bịch. Còn nếu như nương vào thần lực của Phật thì theo cái ý của mình mà đi đứng tự tại, muốn đến quốc độ nào thì đến quốc độ đó, đến như thế nào. Ví dụ chúng ta nghỉ vào nhà, tự nhiên nhà hiện lên. Chúng ta nghỉ ở sở bếp của chùa thì tự nhiên bếp của chùa hiện lên. Từ đây vào nhà của mình, từ đây đến sở bếp chùa khoảng cách khác nhau, nhưng mà hai cái hình ảnh đó nó hiện lên bằng nhau và cái tốc độ như nhau. Cho nên mặc dầu vô lượng cõi nước chư Phật, nhưng tâm ý tự tại này từ đó mà hiện ra, và chúng sanh này có thể diện kiến trước vô lượng chư Phật và cúng dường vô lượng chư Phật. Na do tha, cái chữ na do tha tức là vô lượng vô biên, không thể tính hết được. Thì nếu không được như vậy, Phật A Di Đà không thành chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi ở trước chư Phật hiện tiền, xin lỗi, ở trước chư Phật hiện công đức mình. Nếu những thứ dùng để cúng dường không có đủ theo ý muốn thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Nghĩa là vị Bồ Tát ở trong quốc độ của Phật A Di Đà muốn đến một quốc độ nào đó có một đức Phật và muốn cúng dường cho đức Phật đó một cái món gì, một bảo vật gì, thì tự nhiên bảo vật đó sẽ hiện lên trên tay của người đó và từ khắc có để cúng dường. Còn chúng ta nhiều khi muốn cúng dường cứ môi cái túi mình, môi trước môi sau hoài, hoặc là phải đi lam lũ khổ cực, hoặc là dành dụm rất là khó khăn để có cúng dường. Và điểm này là một điểm mà chúng ta thấy rất là đáng thương. Nhiều Phật tử đi chùa tâm lớn lắm, thầy biết tâm rất lớn, nhưng mà cái sức nó không đủ. Cái lúc mà sức còn đủ ấy, thì còn lang thang ở đâu ấy. Rồi ta chừng vô trong chùa thì hết sức rồi. Có nhiều trường hợp như vậy. Có nhiều người họ cái lúc đầy đủ tiện nghi thì họ không nghĩ tới chuyện cúng dường, không nghĩ tới cái chuyện là tạo phước. Mà khi mà khó khăn đã tới rồi thì lúc giờ người ta mới nghĩ phước đức là điều quý giá. Nếu không có phước đức thì không có giữ được. Và ví dụ như một cái giếng nước ấy, ví dụ như một cái giếng nước, thì nước ở trong giếng tức là tài sản hiện có của mình, và cái mạch nước tính là cái phước của mình. Mặc dầu bị người ta lợi dụng, bị người ta chiếm đoạt đi, thì cái phước nó có, tự nhiên cảnh giới nó còn sinh ra lại. Hồi xưa ở Việt Nam, trước năm 75, có một số vị rất là khá giả ra đi hai bàn tay trắng, tức là cái giếng nước người ta mút hết rồi. Và ta thấy người đó họ đến ở Mỹ quốc này, họ cũng từ từ giàu có. Cái phước của họ như vậy đó, cái hoàn cảnh cái duyên nó chiêu cảm như vậy. Thành ra chúng ta biết tạo phước để giữ cái mạch nước cho mình, chứ đừng có giữ cái nước ở trong cái giếng. Không sao đâu, nó có múc ở cạn nữa thì cái mạch còn nó sẽ ra lại. Còn nếu như mà không có mạch nước đó, thì mình có đậy kín nữa, từ từ nó bốc hơi cũng hết. Thành ra chúng ta tu tập phải để ý chuyện này, mà gieo cái duyên phước đức, không phải rằng là chúng ta làm một lần nó có đâu, mà chúng ta gieo nhiều ngày, nhiều năm, nhiều tháng và nhiều cơ hội. Tức là cái cơ hội làm phước chỗ nào chúng ta cứ làm.
Vì vậy cho nên quý Phật tử, thầy cứ khuyên là không nhất định gì mình phải cứ đem cúng ở chùa của mình sinh hoạt mới là hay đâu. Thành các vị sinh hoạt ở chỗ nào, hay là gặp cái duyên nào, hay gặp vị thầy nào, hay là gặp ai đó, mình bố thí được cái gì mình cứ bố thí. Cái điều này là điều tài tán thán, chứ không có nhất thiết là mình gom góp hay là đem cúng một chỗ, hay là cúng cái chỗ mà mình sinh hoạt, hay là cái chỗ mình thấy mình quý thương. Không cần như vậy, tại vì ở trong đó nó cũng còn nặng tình cảm. Cái cúng như vậy vẫn còn nặng tình cảm, không có trong sáng. Cho nên mình cứ cúng một cách vô tư. Đây là thầy nói đúng kinh pháp mà nói như thế và làm như thế, chứ đừng tới đây là hiểu rồi phải không, chứ đừng có gặp cúng dường này kia mà thấy thầy cái chỗ túi tránh. Đừng làm như vậy. Thầy thấy những cái cánh mà các vị cúng dường một thầy nó đẹp lắm, cái trong mắt thầy thấy rất đẹp, và thầy cảm kích rằng các vị đã hiểu được Phật pháp và các vị đã phát tâm được và thấy cánh đó là cánh rất là đáng quý giá. Cho nên đời mình đâu có sống 15 ngày đâu, mình ăn bao nhiêu cũng hết, xài bao nhiêu cũng hết, nhưng mà mình phát tâm làm một chút phước đức nó không có mất đâu. Thấy vậy cho nó còn đấy. Hồi xưa khi mới đến ở vùng này thì chiều chiều thầy hay đi bộ ở trên đường phố, đi bộ cái là đâu có ai biết gì đâu, và thầy có nói một hai người là thầy muốn mua một đạo tràng, một cơ sở, không ai biết. Thì nếu như cái người nào mà hiểu ý thì họ biết rằng là ở Việt Nam thầy cũng có một cái đạo tràng rồi, nó giống như có một cái giếng rồi, cái mạch nó đã có sẵn rồi, chẳng qua đến ở chỗ này nó chưa hiện ra thôi. Khi mà cái tâm của người đó như thế nào thì cảnh giới nó sẽ hiện ra như vậy. Cái tâm nó nhỏ nhen thì nó rơi vào cảnh giới nhỏ nhen, tâm rộng lớn cảnh giới rộng lớn. Mình đừng có nghĩ rằng là đúng hay sai. Nếu như tâm mình không có dung chứa được thì làm sao tạo ra phước đức được. Và chính bản thân mình ở trong này nó đụng chạm lung tung hết là nó là khổ đau rồi. Bởi vậy cho nên thấy việc làm phước, thấy làm việc phước thì mình hoan hỷ, tùy hỷ công đức. Đó cũng là cái nhân. Mà cái nhân này chiêu cảm chúng ta sanh ở quốc độ Tây Phương. Ở trong quốc độ này chúng ta được nương vào thần lực của Phật A Di Đà. Thành ra mình muốn cúng cái gì tự nhiên cái món đó nó hiện lên đây một cách tùy ý. Mà không phải rằng tự thần lực của Phật A Di Đà, nếu như mình không có nhân là sao, làm sao chiêu cảm được phải không? Cho nên cái nhân này gọi là hỷ cúng tùy ý, hoặc là không thì người ta cúng mình cũng nên tán thán. Đó gọi là tùy hỷ công đức á, để cho tâm mình nó thuận. Và chính cái tâm thuận này nó chiêu cảm ở quốc độ Tây Phương nó là như vậy. Nguyện thứ 25, giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi chẳng thể diễn nối nhất thiết trí, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Nhất thiết trí nghĩa là sao? Hả? Nhất thiết trí nghĩa là sao? 24 nói rồi mà. Đây nè, những công đức được cúng dường nè, tùy ý theo ý của mình đó. Đó cái nguyện thứ 24 là ở trước chư Phật hiện. Chư Phật hiện công đức của mình, nếu những thứ dùng để cúng dường không có đủ theo ý muốn thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Nên là ở trước chư Phật muốn cúng cái gì nhờ thần lực của Phật A Di Đà mà hiện ra có để mình cúng dường. À, rồi tới nguyện thứ 25, nếu như Bồ Tát ở trong nước tôi mà không thể diễn nối nhất thiết trí, diễn nối tức là diễn bày thôi, và nói ra. Nói về cái gì? Nói về nhất thiết trí. Nhất thiết trí là gì? Nhất thiết là gì? Nhất thiết là gì? Nhất thiết trí là gì? Trí tuệ. Gọi là nhất thiết trí là tất cả trí. Đúng rồi, phải dịch như thế chứ ai dịch lạ kỳ vậy? Tất cả trí biết tất cả. Đó. Trí biết tất cả. Bây giờ như vậy thì muốn biết tất cả phải làm sao? Phải va chạm mới biết phải không? Phải trải nghiệm mới biết phải không? Chứ không trải nghiệm làm sao biết, đúng không? Bây giờ chẳng hạn như muốn biết như vậy thì bây giờ muốn biết điện nó giật làm sao?
thì mình trải nghiệm bằng cách là mình sờ cho dây điện. Có phải không? À, phải tìm hiểu là tìm sao cô? Tìm sao cho biết cảm giác điện giật. À, cho nên thưa quý vị, có những người họ hiểu sai chữ nhất thiết trí này. Họ nghĩ Đức Thế Tôn là bậc nhất thiết trí, là trí biết tất cả. Trí biết tất cả. Cho nên chúng ta đệ tử của đấng nhất thiết trí, cho nên chúng ta cũng phải làm gì đó để biết tất cả. Cho nên hồi đó có nhiều người họ nói thôi, có người họ nói nó càng nó bừa. Thầy nói dạ, biết lửa cháy thì sao không? Nói muốn thì cứ nhào vô biết liền, đốt lửa nhảy vô là biết liền. Cho nên cái cách hiểu như vậy là hiểu sai Phật Pháp. Chúng ta thấy rằng ở trong vũ trụ này có những con vật nó sinh ra, mà lâu lâu mình thấy trên phim ảnh thông tin có những con vật nó lạ quá không? Và hình như nó mới đấy, nó mới sinh ra gần đây thôi. Thầy thấy một số báo chí ở Việt Nam nó sinh ra con ớt thì rình rình, rồi cái loại này loại kia có một hai loại nó mới sinh ra, mà chưa giờ nghe, trước đó chưa ai thấy. Như vậy loài này từ đâu mà có, chẳng ai biết. Nó con ai cháu ai mình cũng chẳng ai biết. Tại sao nó ra như vậy mình chẳng ai biết. Nhưng mà ở trong Phật Pháp chúng ta thì thấy rằng tất cả chúng sinh hiện ra đều do nghiệp lực, nghiệp của cá nhân và nghiệp của cộng đồng, gọi là cộng nghiệp và biệt nghiệp, chiêu cảm nó sinh ra như vậy, cảnh giới như vậy. Hỡi một loại người, cá nhân con người tu nhân tích đức thì bị cộng đồng xung quanh đó chi phối, gia đình chi phối. Nếu như người tu ở trong đời mạt pháp này, cái tâm tu này mà nếu như bỏ ở vào cái đời chánh pháp thì người ta rất là trân trọng. Nhưng mà ở trong đời mạt pháp nhiều khi người ta khi dở, người ta không nghe lời, người ta cười cợt nữa. Chúng ta thấy hai cái quốc độ nó khác nhau, hai thời đại khác nhau, cùng là một việc nhưng mà cách ứng xử của chúng sanh khác nhau, cho nên chắc chắn nghiệp tạo ra khác nhau. Mà khi mà nghiệp nó tạo ra khác nhau như vậy thì có rất nhiều cảnh tượng khác nhau. Thành ra Đức Phật nói Long Vương còn có thể biết một cái đám mây rơi xuống bao nhiêu giọt nước. Thần lực nhỏ bé như Long Vương mà còn có thể biết ở trong đám mây kia được bao nhiêu giọt nước thì huống chi là một đấng xuất thế. Tất cả mọi việc trên thế gian này ta đều biết tương tận như nhìn thấy trái Ala Amala trong lòng bàn tay, nhìn thấy một cái tương tận như vậy. Thành ra nhất là về mặt kinh điển, những cái phương pháp tu hành Đức Phật đã chế định thì mình cứ tuân thủ, chứ mình đừng có sửa nghe. Có nhiều người sửa, có một vị thầy nào đó mà nói rằng là cũng giống như một cái bản đồ của quận Cam cách đây khoảng 300 năm không thể nào đem sử dụng với đường đi bây giờ được, bởi vì sau 300 năm bản đồ đã bị lạc hậu và không thể sử dụng được ngày hôm nay. Cũng vậy, kinh điển Phật nói 2.000 năm tới bây giờ nó không thể nào sử dụng với cái loài người hiện đại được. Thầy chết không? Sò sanh chết không? Cho nên cái so sánh như thế là rất là khập khiễng. Đấy là một cái loại tà kiến trong đầu. Vậy mà Phật tử không hiểu, không thấy thì gật gù. Thầy nói có lý. Thế là đi theo đó. Bắt đầu là ngồi chế biến Phật Pháp. Ngồi chế biến làm sao đó cho nó theo cái ý của mình. Và xin thưa, nếu như có theo cái ý của mình đi nữa thì nó cũng là một sản phẩm tưởng tượng. Sản phẩm tưởng tượng này nằm ở trên vọng thức điên đảo, chứ chưa phải là rời khỏi vọng thức điên đảo. Nhớ như vậy. Vọng thức điên đảo là một sản phẩm. Thầy nói một điều đó, các vị có tưởng tượng ra để hiểu, ồ thì ra như thế, thì ra như kia. Đó là sản phẩm tưởng tượng. Nên nhớ rằng sản phẩm tưởng tượng chỉ là những sản phẩm tạm thời, chứ nó không phải là cái chân lý bất biến. Chân lý bất biến khi nào dứt hết tất cả những sản phẩm tưởng tượng đấy. Thành ra bây giờ làm sao mà có thể mô tả được ánh sáng của cực lạc như thế nào, trong khi tất cả những loại ánh sáng thế gian này không thấy, không có giống. Mà điều này bản thân thầy, thưa vị, thầy có thấy một lần. Ánh sáng đặc biệt nhất, thầy ấn tượng nhất là gì? Tức là nó không có bóng. Nó kỳ diệu nhất là không có bóng. Cái bóng là gì? Ta đưa tay thế này thì cái đèn phía bên đây
phía đây nó tối hơn, đó là cái bóng nó ngã đó, mà ánh sáng viên mãn không có bóng, hay lắm. Và đặc biệt là ở trong cái ánh sáng nó tự nhiên thấy nó con người mình thoải mái. Mặc dù lúc đó là mình rất là mệt mỏi đó, mà khi mà điện cấp thì hồi đó đi hộ niệm mà điện cấp, thì tự nhiên ở trong phòng sáng lên, kỳ diệu vô cùng. Trong phòng sáng lên mà không bóng đèn, không có điện, không có, mà hồi đó không ai để ý hết, mà cứ niệm như thế. Sau này mới mà thấy sao, ủa bóng đèn chỗ này bình thường nó sáng mà sao bây giờ lại thấy ánh sáng, cái bóng người không có nữa. Thì mình cứ cặm cụi niệm thôi, cho mình chú niệm một lát sau ra mới hối lại, niệm lại, ồ thì ra là đây là một lợi ánh sáng kỳ diệu vô cùng. Rồi hỏi điện nó có sớm chưa, không có. Có người còn nói rằng cái bóng đèn không có sáng, mà sao tự nhiên thấy sáng, họ cũng không biết. Chứ mà hình như mọi người đang niệm Phật thì không ai để ý hết. Nhưng mà thoáng qua khi ngồi xong rồi, ngồi nói chuyện lại với nhau thì mới thấy rất là kỳ diệu. Có những điều kỳ diệu vô cùng như vậy đó. Thành ra bây giờ làm sao? Thầy tả một hai điểm như vậy thôi. Khi nào mình thấy, tự mình biết rõ, không thể dùng cái khác cho chúng ta tưởng tượng được. Mà bây giờ nói tới ánh sáng thì cùng lắm thì mình nghĩ như ánh sáng đèn, ánh sáng gì đó là thôi. Và trong đầu mình tự mình khởi lên ý nghĩ đó thôi, rồi mình quy chiếu nó vô kết luận như vậy. Nhưng thực sự cái thật của nó không đúng vậy đâu. Nhưng mà chúng ta hiểu như thế chỉ là nôm na thôi. Rồi trở lại vấn đề bậc nhất thiết trí, đó là nương vào thần lực của Phật A Di Đà. Mà tất cả chúng sinh này chưa có biết được nhất thiết trí, nhưng có khả năng diễn nối với nhất thiết trí. Tức là có khả năng diễn nối với cái trí hiểu biết tất cả này. Ví dụ như bây giờ, người này có khả năng mô tả cho mình biết là cái chuông nó có tác dụng gì. Ví dụ vậy, một tiếng chuông nó như thế nào, tác dụng gì. Mặc dù người này họ chưa bao giờ đánh chuông, họ chưa có cái sở hữu chuông trong tay, nhưng mà họ có thể mô tả điều này. Thì cũng như vậy thôi. Nương vào thần lực của Phật A Di Đà, chúng ta có thể hình dung ra được nhất thiết trí là gì. Chính cái điều hình dung đó, nó là tiền đề, nó là một cái đường mở ra để chúng ta sẽ thành tựu nhất thiết trí. Nhất thiết trí là trí biết tất cả, cái gì cũng biết. Sau này á, đừng có ai nhớ chỗ này nghe, sau này là Phật biết hơn mình nhiều lắm, mình không cần phải nói là mình làm thầy của Phật nữa. Có người nói thôi mình tụng kinh Di Đà được rồi, tụng kinh nhiều quá nó loạn. Có kinh nào mà tụng loạn đâu. Và nói thôi học pháp môn tịnh độ được rồi, đừng học đi vòng vòng, mất thì giờ đi vòng vòng là vô ích. Nói như thế thì Đức Phật bộ không biết hay sao mà Đức Phật nói cho nhiều vậy. Đức Phật ra đời nói một pháp môn được rồi, đâu cần phải nói cho nhiều phải không? Cho nên những cái loại tà kiến này á, chúng ta thận trọng đừng có tin. Và chúng ta y theo pháp của Phật, phát tâm học được bao nhiêu thì học, tùy theo sức của mình. Và thầy vẫn khuyên rằng là trong khi thầy nói rất là nhiều thứ, các vị nên có chọn lựa cái nào nó phù hợp với mình và mình sử dụng cái đó. Và trước khi sử dụng cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng là sẽ sử dụng như thế nào, và sử dụng tức là tiến thối như thế nào cho phù hợp. Chứ đừng nghĩ rằng đó là mình biết tức là mình sử dụng thông thạo đâu. Rồi cái anh chàng kia tới cười á, anh đánh võ hồi nhỏ, tôi cỡ chừng này các vị nghe vui. Tức là hồi nhỏ thầy tập đánh song khúc á, thì đánh là ban đầu á là đánh bằng cái cây với mà thầy quấn cao su vô. Thì khi mình đánh vô cái cây á thì nó bồng lại. Ban đầu mình đánh dữ lắm, đánh vừa bắt rồi đánh dù ngon lắm. Ở trong đêm sáng trăng đánh không thấy luôn, người ta không thấy nó đi luôn. Cái nghe tiếng gió vèo là thấy dễ sợ lắm. Nhưng mà thưa quý vị á, cái đó là trò nít thôi. Rồi tới khi mà thầy thấy không ổn thì thầy mới quấn cao su vô trong cái khúc cây đó, rồi mình đánh vô một cái cây thì nó bồng lại. Cái bồng lại đó là cái rất phức tạp nhất. Nó bồng lại là không có chiều hướng nào hết á, mà mình không biết cách liều lái nó, cô chừng nó vô mặt mình. Nó dội lại đánh vô nó trúng là nó dội trở lại thôi. Và cái giai đoạn đó tập rất là khổ. Và khi tập mà bất cứ cái động thái nào mình cũng có thể sử dụng được tự tại, thì cái đó mới gọi là người thông thạo. Và
Rồi hôm đó cũng có anh chàng, anh cũng đánh, anh cũng biểu diễn, anh cũng hô hào vậy đó, mà anh thấy thầy đánh chậm 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 thôi. Thầy nói thì thầy đánh vậy thôi, chứ mà quan trọng chỗ là ai cản được nó hay không. Cho nên không nói nhanh chậm hết, mà quan trọng là cản được đường đi nó hay không. Nhưng mà anh này anh khoác lác, anh đánh dù 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 dù, thầy lấy cây thầy đưa vô một cái, nó quấn cái binh vô cây dần trúng đầu bóp là la làng liền. Đó chúng ta thấy không? Cho nên cái người học Phật mình nó cũng na ná trong cái chỗ này. Tức là chúng ta biết trước mắt là chúng ta hình dung, nó sẽ sử dụng như thế như kia, rồi sẽ thế sẽ kia, có những cái gì chúng ta phải kiểm soát được, hình dung ra được, rồi bắt đầu chúng ta từng bước chúng ta hành động. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình làm sơ giả mình nghĩ là được rồi đó, thì tự hại mình. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi chẳng được thân kim cương Na La Dương. Na La Dương tức là màu vàng đó, cái thân kim cương Na La Dương. Xin lỗi, Na La Dương tức là cứng chắc, là bất hoại. Na La Dương tức là bất hoại, kim cương bất hoại. Thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Chỗ này thiệt ra thầy cũng hiểu làm sao. Nếu như mà cái thân như kim cương thì lấy cây đánh vô đâu ăn nhầm gì đâu, phải không? Nó cứng như kim cương, người này đi động người kia chắc lẽ nó kêu lên bon bon. Cho nên cái thân cứng như kim cương mà. Nhưng mà đây chúng ta có thể hiểu trong một nghĩa khác, tức là họ hóa sanh ở trong hoa sen và họ có một cái thân vững chắc, chứ không phải là cái thân mà hôm nay nó khỏe ngày mai nó đau yếu, rồi nó chịu một cái lực nào đó 50-70 pound thì được, mà nó lên tới vài 300 pound hay là vài 300 cân thì lúc bây giờ chúng ta chịu không nổi. Hoặc là tuổi trẻ thì nó giữ được, khi lớn lên thậm chí cái chân của mình mà giữ thân mình cũng không xong luôn, nó đỡ không nổi. Thân mình nó lạ vậy đó. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân và tất cả vạn vật trong nước tôi trang nghiêm thanh tịnh, sáng rỡ hình sắc đặc biệt, cùng vi tột diệu, không ai lường biết được. Dầu là có thiên nhãn mà biện biệt được danh số ấy, thì tôi chẳng lấy ngồi chánh giác. Nguyện thứ 27 nội dung nói thế này, tức là tất cả thiên nhân và vạn vật ở trong nước Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh, màu sắc sáng đẹp lạ kỳ. Và nếu như có người nào có thiên nhãn mà có thể biết được hết cái số lượng vật béo đó, trang nghiêm thanh tịnh đó, thì Phật không thành chánh giác, Ngài không thành chánh giác. Ý nói rằng cái số lượng là vô lượng vô biên, những cái vật béo trang nghiêm vô lượng vô biên, tùy thích mà chúng sanh sử dụng tự tại. Ở đây nói gì về cái gì? Cái 26 này á, là nói cái màu sắc, cái gọi là y chánh báo của thân. Còn cái đây là nói gì? Nó là cái y báo, tức là hoàn cảnh sinh tồn của chúng sanh của Cực Lạc Tây Phương. Một cái thì nói là chánh báo, một cái là nói là y báo. Chúng ta qua một nguyện tiếp. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi nhận đến người công đức ít nhất mà chẳng thấy biết đạo tràng thọ, màu sáng vô lượng, cao 400 muôn dặm, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Đạo tràng thọ là cái gì? Là cái cây đạo tràng. Không biết Cực Lạc Tây Phương có cây đạo tràng như thế nào, mình không biết. Mà thường thường là thiên chúng, long chúng thường thường ngự ở cây đạo tràng này. Cảnh giới này cũng kỳ diệu lắm. Có một lần có một cái cô Phật tử nọ, các cơ thể nghe việc thế này, tức là ở trong nhà của cô đó có một cái cây mà các cái loài yêu ma quỷ quái nhiều đời nó dùng cái cây đó làm cái ngôi nhà nhiều đời, nó xem đó là một cái đạo tràng của nó. Thì ở trong gia đình này á, mới quyết định là chặt bỏ cây đó để lấy đất xây dựng cái chuyện khác, không biết trong đó có đạo tràng của yêu ma. Thì lúc đó
Lúc đó có một người con dâu ở trong cái dòng họ này nằm chiêm bao và thấy một cái ông già lớn ăn nói rất là đàng hoàng và nói rằng ta nhờ con can thiệp ở trong gia đình, đừng có chặt cái cây đó thì ta sẽ giúp cho ba đời trở nên giàu có, còn nếu như mà cứ chặt thì ta sẽ phá ba đời tàn mạc. Thì người con gái này thưa với gia đình, họ đâu có nghe, họ cho rằng giấc mơ vớ vẩn. Vậy mà nằm mơ 4 năm đêm liên tục vậy đó, và thấy rằng không quyết định bỏ ý đó thì cứ nằm mơ thấy như vậy, mà cuối cùng vẫn bị chặt. Chặt thì quả nhiên y chang là bắt đầu gia đình đó là tàn mạc, thành tàn mạc tới mức mà họ sinh ra hoảng sợ, rốt cuộc gia đình phải ly tán đi mỗi người một nơi. Thì những cảnh giới này như thế nào mình không biết, không biết rõ, mà thầy thì thầy cũng có cái niềm tin chỗ này, tại vì tất cả những cảnh giới phức tạp vô cùng, chúng sanh nó chấp lấy và nó quy tụ người nó sống như vậy đó, nó chiếm đó là cái đạo tràng của nó. Ở đây không phải là đạo tràng cực lạc Tây Phương, cái gọi là đạo tràng thọ là cái cây đạo tràng cực lạc Tây Phương có cao 400 muôn dặm, cao 400 muôn dặm, và người có công đức ít nhất cũng có thể thấy được cây này. Huống chi là người có công đức lớn, người có công đức ít nhất cũng có thể thấy được cái đạo tràng này. 29. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi, nếu đọc tụng thọ trì diễn thuyết kinh pháp mà chẳng được trí tuệ biện tài, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Bồ Tát ở trong nước của Phật A Di Đà, nếu đọc tụng thọ trì, thầy vẫn nhắc lại chỗ này, đọc tụng, đọc nó khác với tụng. Đọc tức là chúng ta ngồi chỗ nào cũng đọc được. Ở trong phòng của mình có nhiều Phật tử thấy trở ngại chỗ là không có giờ hành trì buổi tối, buổi tối không có thì giờ, có người thì nói rằng không có bàn Phật, có người thì nói rằng là con cháu nó ồn không thể hành trì được. Thầy thấy đó là những cái lý do rất là vớ vẩn. Một người đã muốn hành trì thì tự khắc họ sẽ tìm phương tiện, và không có phương tiện ở gia đình, họ có thể vào trong phòng đóng cửa lại, họ ngồi vào cái bàn nhỏ nhỏ trong phòng, họ cũng có thể đọc được giấy, hoặc là họ ra chỗ nào đó yên tĩnh họ cũng đọc được chỗ nào, hay là họ đỡ cái quyển kinh trên đầu gối của họ rồi họ ngồi xếp bằng chỗ đầu giường đó họ đọc cũng được. Đức Phật đâu có câu chấp chuyện này, khi tâm đã nhiếp vô kinh rồi thì nói xin lỗi chứ ngồi trước bàn Phật với trong chỗ đó nó như nhau à, tại vì đâu có để ý nữa đâu, đâu biết gì nữa đâu, thì ngồi chỗ nào cũng như nhau thôi. Ban đầu chỉ là cái cảnh để chúng ta dễ dàng trang nghiêm và nhiếp tâm, nhưng mà khi đã vào được tâm rồi thì đâu quan trọng nữa, cũng giống như người ngủ vậy đấy, nằm ngủ thì ngủ dưới đất với ngủ ở trên giường nó thẳng ra, khi đã ngủ rồi thì nó như nhau rồi, chưa ngủ thì còn phân biệt, nhưng mà khi ngủ rồi thì nó như nhau. Vì vậy cho nên chúng ta hành trì tu tập đừng có câu chấp hình thức, tùy vào hoàn cảnh điều kiện mà chúng ta cứ phát tâm tu, từng giây phút mình có thể mình phương tiện, mình tự mình làm sao cho nó phù hợp, mà nó thuận là mình làm. Đọc tụng thọ trì tức là giữ lời kinh ở trong lòng của mình, giữ những cái ý nghĩa của Phật dạy ở trong lòng mình. Diễn nói kinh pháp, diễn nói tức là sao? Diễn thuyết kinh pháp mà chẳng được trí huệ biện tài, nói trước quên sau, run sợ, hoặc là cố nhớ, nhớ không ra, hoặc là nói không ra lời, hoặc là nói sai pháp, hoặc là nói trong trạng thái bị áp lực, tất cả như vậy không phải là tự tại. Còn người thuyết pháp tự tại tức là nói đường nào cũng đúng pháp, nói cách nào cũng đúng pháp, bởi vì tâm họ ở trong pháp, thành cho dù hoàn cảnh nào họ cũng nhìn ra pháp. Còn người mà không có cái tự tại này thì họ nhìn cảnh ra cảnh mà pháp ra pháp nó khác nhau. Thì biện tài tức là gì? Ai nhớ biện tài? Tứ vô ngại biện tài, từ vô ngại biện tài, nghĩa vô ngại biện tài, pháp vô ngại biện tài và nhạo thuyết vô ngại biện tài, đó gọi là tứ vô ngại biện tài. Thì tôi chẳng lấy ngồi chánh giác. Nguyện thứ 30. Giả sử khi tôi thành Phật,
trí huệ biện tài của Bồ Tát trong nước tôi mà có hạn lượng thì tôi chẳng lấy ngồi chánh giác. Ở trên nói rằng là biện tài được vô ngại, có được năng lực biện tài vô ngại. Ở đây ở dưới là vô ngại tới mức không có hạn lượng. Một cái nguyện tức là có hạn lượng, và nguyện tiếp theo tức là khả năng biện tài không có hạn lượng. Nguyện thứ 31, giả sử khi tôi thành Phật, nước tôi thanh tịnh, soi thấy tất cả vô lượng vô số bất khả tư nghị thế giới chư Phật mười phương, như gương trong sáng soi hình mặt gương. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngồi chánh giác. Nguyện này ý nói cái gì? Tức là tất cả gì hả? Tất cả vô lượng vô số bất khả tư nghị thế giới chư Phật ở mười phương hiện lên ở trên như là cái trong tâm của chúng sanh. Tức là gì? Xin lỗi, thầy nói lại. Giả sử khi tôi thành Phật, nước tôi thanh tịnh, soi thấy tất cả vô lượng vô số bất khả tư nghị thế giới chư Phật mười phương. Ở trong tâm thanh tịnh, ở trong tâm thanh tịnh, trong nước của Phật thanh tịnh, thanh tịnh này là ở trong tâm của chúng sanh thanh tịnh, thì có thể soi thấy vô lượng vô số thế giới mười phương hiện lên ở trên cái gương thanh tịnh đấy. Cho nên cái nhau này hơi khó hiểu cái câu này. Nước tôi thanh tịnh, soi thấy tất cả vô lượng vô số bất khả tư nghị thế giới chư Phật mười phương, như là gương sáng soi hiện hình gương mặt. Nếu không như vậy tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Không biết rằng Cực Lạc Tây Phương có một cái gương để phản chiếu điều này, hay là cái gương này là ở trong tự tâm của mọi chúng sinh. Mà hễ muốn biết được quốc độ mười phương chư Phật thì tự nhiên chúng sanh này, thiên chúng này sẽ biết hiện lên trong tâm, giống như là hiện cái mặt vô trong gương vậy thôi, chứ không sót mất phần nào. Nguyện thứ 32, giả sử khi tôi thành Phật, từ mặt đất lên đến hư không, những cung điện lâu đài, ao nước, cây hoa, tất cả vạn vật trong nước tôi đều dùng vô lượng châu báu, trăm ngàn thứ hương hiệp lại làm thành, xinh đẹp kỳ lạ hơn hàng thiên nhân. Hương ấy xông khắp vô lượng thế giới mười phương, Bồ Tát nghe mùi hương ấy đều tu hạnh Phật. Nếu không như vậy tôi chẳng lấy ngồi chánh giác. Ở đây có nói lên hai mặt. Mặt thứ nhất là từ mặt đất lên tới hư không, những cung điện lầu các đều được trang hoàng bằng thất bảo trang nghiêm, trăm ngàn thứ hiệp lại xinh đẹp lạ thường, và ở trong đó còn có mùi hương xông khắp vô lượng thế giới. Có mùi hương nữa, tức là ngồi cảnh trí trang nghiêm thì còn có mùi hương. Và đặc biệt mùi hương này, người nào nghe được, Bồ Tát nào nghe được thì đều phát tâm tu hạnh Phật, tức là tu cái nhân để làm Phật. Điểm này chúng ta cần lưu ý. Tu hạnh Phật nó khác với hạnh Bồ Tát. Ở chỗ nào? Hả? So sánh chút xíu. Hạnh Bồ Tát là sao? Nhớ tới lục độ ba la mật. Nhớ nằm trong đầu của mình. Nói tới Bồ Tát là phải nhớ liền tới lục độ ba la mật, bởi vì đó là điều kiện cái đời sống của một vị Bồ Tát. Còn nói tới người tu thập thiện, tức là họ hướng tới 10 điều lành. Người tu nhân thừa thì họ chỉ giữ 5 giới. Người tu duyên giác thì họ đang dùng 12 nhân duyên. Người tu về gì? Về thanh văn thì họ quán chiếu khổ tập diệt đạo. Mà họ sử dụng bát chánh đạo là một điều chính nhất. Rồi nói tới gì nữa ha? Nói tới độc giác bồ đề thì phải thấy rằng họ quán chiếu nhân duyên thời trước, hoa rơi lá rụng, những cảnh thịnh suy còn mất ở thế gian này mà họ lãnh hội chân lý, đó gọi là độc giác bồ đề. Như vậy thì tùy vào cái tâm mà có một cái phương pháp tu khác nhau. Như vậy chúng ta ở đây đang tu theo phương pháp nào? Tên tu hạnh nào? Hạnh Bồ Tát hả? Hạnh Bồ Tát cũng khá rồi á. Nhưng mà có được hay không? Hay là Bồ Tát chút xíu thôi?
rồi từng nối ném lên thông nghĩ Bồ Tát. Cái hạnh Bồ Tát là cái hạnh bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Những cái ứng xử thiếu thiền định, không phải ứng xử thiếu thiền định, tức là không duy trì được cái sự quyết tâm trong lòng mình, đó là thiếu thiền định. Và hiếu lầm lạc, ví dụ như mình phải ở nhà, mình chơi với ông chồng của mình, còn nếu như mình không có chơi với ông sẽ con cái nó trách rằng tại vì sao, bởi vì má không có gần gũi ba, cho nên nó là ba ông buồn, ông kiếm bà khác. Tức là mình thấy mình đau khổ quá, tại vì con mình nó trách mình vậy đó. Mình buồn, thế là mình chấp nhận, ồ thì ra do mình đi chùa nhiều quá, thành ra ông ở nhà ông đi bà khác. Nói vớ vẩn. Cái đạo lý lạ kỳ vậy mà nó đổ đầu mình được. Còn có người nói là những người đi tu là những người mà giống như là những người chán đời, những người thất bại, những người vô dụng. Nói vậy. Họ nói như thế mà mình thấy, nếu như mình nghe những câu nói đấy mình thấy xấu hổ cho họ. Tại vì một cái loại lý trí như vậy rất là nguy hiểm. Cái trí đó gọi là tà kiến, hết sức tà kiến. Họ nói họ không nhìn trong lịch sử, họ không nhìn một cái tổng quan vũ trụ. Thà rằng họ nói con người nào đó thì mình có thể chấp nhận. Tại vì họ biết rõ con người đó thì được. Chứ làm sao mà nói hết nhân loại như vậy? Phải không? Thì mình thấy xấu hổ giùm cho họ. Bây giờ cho nên tu hạnh của Bồ Tát nó có cách của nó, có người không thích đâu. Ở trong những cái bản kinh liên quan tới cõi cực lạc Tây Phương, phải nói rằng đây là những cái căn cơ của Bồ Tát. Thấy vậy đó, nhưng mà cái căn cơ của người tu nhân thừa cũng khá nhiều ở trong tâm chúng ta. Thành ra lúc học kinh Địa Tạng á, chúng ta rất là thích thú và chúng ta dễ hiếu. Bao nhiêu đã đủ thấy rằng cái hạt giống nhân thừa trong người mình còn rất nhiều. Còn vô như kinh Di Đà, những cái kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Như Lượng Thọ, chúng ta nghe thì nghe, cũng thích, cũng muốn học, cũng nghĩ rằng phải gieo một cái nhân nào đó để rồi chúng ta sanh Tây Phương tịnh độ, chứ không muốn sống cảnh đời đau khổ của ta bà này nữa. Nhưng mà khi vô học đó, nó sau đó nó không có say xưa, nó có chừng vậy thôi. Thì đủ thấy rằng cái căn cơ mình phát tâm Bồ Tát chưa đủ. Chứ nếu như phát tâm Bồ Tát đủ, chúng ta sẽ thấy rất là rung động trước những cái lời kinh này. Việc như vậy thì chúng ta phân biệt cái hạnh nhân thừa, phải không? Thiên thừa, thân ven thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa. Cái tầm nhìn của hạnh Phật thừa đó là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cho nên không ăn thịt chúng sanh là vì tôn trọng cái Phật tánh ở trong nó. Chứ không phải là mình đi lạy con gà, con vịt. Không phải. Mà mình tôn trọng cái Phật tánh ở trong nó. Đó là cái hạnh của Phật thừa đó. Hoặc là hạnh của Phật thừa, họ không có nhìn thế giới sinh ra đối đãi phân biệt. Mà họ luôn ở trong cái tâm thanh tịnh để nhìn thấy thế giới này ở trong Niết Bàn tịch xứ. Có nhiều thầy thử nghiệm được điều này. Đôi khi thầy nói chuyện một hai thầy lớn lớn, nhiều thầy nói chuyện hay lắm. Ở đây thưa quý vị, thầy nói đang đụng chạm chư tăng, nhưng mà thầy chắc là do thầy ít tiếp xúc, thành ra chưa biết hết những vị cao nhân ở đây. Ở trong môi trường Mỹ Quốc này có tính cạnh tranh rất là cao, con người sống cũng cạnh tranh, cái gì cũng cạnh tranh nhau, thậm chí đi cúng dường cũng cạnh tranh là mình cúng nhiều hơn cúng ít hơn, chùa này cạnh tranh chùa kia. Và chính vì cái sự cạnh tranh đó, thành ra nó cạnh tranh thì sao? Tức là bằng nhau. Còn ở trong nước mà thầy tiếp xúc một số vị hòa thượng lớn lớn, họ hứa là họ làm. Mặc dù cái người mà họ đang giúp đó đang phản bội họ, nhưng mà họ vẫn làm. Họ vẫn làm vì cái gì? Họ vẫn làm vì cái lời hứa của họ. Rồi có khi người nhỏ nói hỗn hào vô phép với người lớn, các ngài lớn nói là tụi nhỏ nó còn hiếu thắng, xem nó như là đứa con nít nói bậy. Cho nên các ngài rất là tự nhiên, không có ghét, không có gì hết, cũng không có cái gì để trách hờn hết.
Nhưng hoặc là thấy thấy tuổi trẻ mà làm được Phật sự là quý ngài mừng lắm, rất là mừng, nhắc nhở tán thán hoan hỷ, và có khi cũng canh chừng là sợ đi theo cái sự thành tựu đó rồi sinh ra sự ngã mạn, cho nên thỉnh thoảng cũng nhắc nhở canh chừng một chút vậy thôi, nhưng mà luôn luôn tán thán và ủng hộ. Còn bên này chúng ta thấy môi trường cạnh tranh nó khác. Hôm nay thưa quý vị, thầy mệt với cái trường học, mà cũng mệt phải thôi. Tại vì sao? Bởi vì thầy bị một cái mà không thể nào gỡ ra được, tức là cái trường học này có nhiều Phật tử biết tới 30-40 năm, mà có nhiều vị rất là muốn mở trường, mà cái duyên là sao á, thành ra cứ nối tới nối lui. Thầy cũng nghe, ở trong nước thầy đã nghe chuyện này rồi, nhưng mà không có thực hiện. Rồi tới khi mình thực hiện thì lại bị cái tiếng, tức là xem giống như mình con nít nhỏ mới chạy ra đây đi làm những việc như vậy đó, chúng ta thấy không? Thành ra là cái môi trường nó cũng khác. Ở những điều này á, tất cả những cái tu này mặc dầu ở trong đạo Phật, nhưng mà thầy xem đó là lỗi nhân thừa, hiểu không này? Nhân thừa cho nên nó có những cái suy nghĩ như vậy. Còn cái người mà tu Phật thừa thì phải thấy rằng là vô lượng chúng sanh có cái nhân duyên rất khác nhau, và đừng có nói là lớn nhỏ dài trễ, cái duyên nó tới với người nào thì người đó họ làm việc theo nhân duyên à. Mà các người suốt đời không có duyên, không có duyên không có nghĩa rằng là thua cái người mà có duyên. Tinh thần của kinh Pháp Hoa thấy rằng có những vị Bồ Tát đến diện kiến với Phật, họ dẫn theo vô lượng thị giả, nhưng có vị đi có một mình này, có ông thì 50-100, có ông đi có một mình này, nhưng mà ông cũng là Bồ Tát vậy thôi. Chứ đâu phải nói là cái ông mà đông vô lượng kia là ông có khả năng thần lực hơn cái ông mà đi một mình đâu. À, cho nên ơi, cái nhìn bằng phẳng như vậy chúng ta mới nói gọi là cái nhìn của Phật thừa, hiểu chưa này? Thành cái hạnh Phật đó nó khó lắm. Nhìn cái gì? Một người Phật tử hay ồn ào náo nhiệt ở trong đạo tràng, họ là một cái hoa gai quá, hoa nhiều gai. Còn có người Phật tử căn cơ họ lành lặn, họ tu hành tâm tánh họ nhu nhuyễn, họ hướng tới đạo trong sáng thì cũng là cái hoa. Nhưng nên nhớ rằng hoa nào nó cũng hoa, nó nằm ở trong một vườn hoa, và cái hoa này nó cái gai, nó gai cái thời gian nó cũng rớt rồi, nó không rớt kiếp này thì kiếp khác cái gai đó cũng phải rụng thôi, không sao hết á. Rồi tới một lúc tự nhiên cũng lành lặn hết tất cả. Cái nhìn đó là cái nhìn của Phật thừa. Thành ra khi mình nhìn ở Phật thừa mình khỏe lắm, mình dễ dàng chấp nhận mọi người, thông cảm tha thứ đùm bọc hết mọi người, là cái nhìn của Phật thừa. Và chính cái nhìn Phật thừa này vô tình đại bi tâm trong người mình nó trỗi lên, tình thương nó trỗi lên, và lòng mình luôn luôn mát mẻ. Và lúc bây giờ cái hương nó sinh ra, đó là hương gì? Hương đức hạnh. Cho nên chúng ta thấy cõi cực lạc Tây Phương, Bồ Tát nghe cái mùi hương đều phát tâm tu Phật thừa là vậy. Nguyện thứ 33: giả sử khi tôi thành Phật, những loài chúng sanh của vô lượng bất tư nghị thế giới mười phương được quang minh tôi chiếu đến, thân họ nhu nhuyễn hơn hẳn hàng thiên nhân, nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Nhu nhuyễn nghĩa là sao? Hả? Nhu nhuyễn nghĩa là sao? Nhu là gì? Nhu là mềm. Nhuyễn là sao? Là nhuyễn. Giống như cục bột á, nó mềm nó nhuyễn, gọi là nhu nhuyễn. Tức là nó sẵn sàng thích ứng với tất cả mọi cái khuôn, mọi ghép cạnh nó sẵn sàng thích ứng hết, người ta gọi là nhu nhuyễn. Như vậy Phật tử nào gọi là Phật tử nhu nhuyễn? Người Phật tử có thể ứng phó trong mọi đạo tràng, đến chỗ nào mình cũng sẵn sàng thích ứng, và mọi cái lễ nghi cung cách cách gì mình cũng thực hiện được. Khó lắm, không đơn giản đâu. Đến với một
Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Bắc Tông đến ở trong một đạo tràng đông người, hay là một ngôi chùa ít người, hoặc là những cái người đến với những cái người lớn tuổi hay là người trẻ tuổi, họ ứng xử rất là khéo léo, đó gọi là Phật tử nhu nhiếu. Còn có những cái đối tượng, có những cái đối tượng chúng sanh can cường, can tức là cứng, cường lúc nào cũng sẵn sàng là ương bướng, đó gọi là chúng sanh can cường. Ở trong đạo tràng mình cũng can cường dữ lắm, nhiều lắm chứ không đơn giản đâu. Trước mặt thầy là có vẻ nhu nhiếu mà sau lưng thầy biết, thầy quay lưng rồi là nó can cường liền, không có nhu nhiếu đâu. Nhưng mà bây giờ thầy nói trong Phật pháp á, thì các vị tự soi chiếu rồi từ từ mình thay đổi dần dần. Cho cái tâm can cường đôi khi nó cũng có cái lợi, tức là cái cuộc sống nó gặp nhiều trù dập, khiến cho người này á, họ phải chịu đựng nhiều, và lúc bây giờ họ phải chống chọi, thành ra tự nhiên cái tâm họ nó có vẻ nó cứng như vậy thôi. Nhưng mà đằng sâu của cái sự cứng rắn đó thì cũng là một sự yếu đuối, chứ không phải lúc nào cũng cứng rắn đâu. Thì cái tâm nhu nhiếu làm sao cho tâm mình nhu nhiếu khó lắm. Niệm Phật cho mềm, các vị nghe chữ đó chưa? Niệm Phật cho mềm, chưa nghe hả? Cái chữ này thì chắc có lẽ là người nào đi hồi niệm thì biết, tức là có những người họ chết họ cứng tay chân, họ cứng lắm, họ cứng căng tay không được, phải mà niệm Phật khoảng lâu rồi tự nhiên nó mềm, lạ lắm. Chuyện này là thầy thấy rất là kỳ diệu chứ không có đơn giản. Thường thường người chết làm sao nó cứng, nhưng mà mình niệm chập tự nhiên nó mềm ra. Thành ra ở trong khoa học á, người ta nói rằng một cái nguồn năng lượng thánh thiện, một nguồn năng lượng thánh thiện của tâm, nó chiêu cảm, nó vận hành từ tâm của người niệm, và cái nguồn năng lượng đó nó tác động vào cái dòng nước ở trên thân của người đó, và chính cái nước đó nó làm cho cơ thể người đó mềm mại ra. Bởi vì khi lúc chết họ hoảng sợ cho nên họ gồng mình lên, họ co giật, họ gồng mình lên, thành ra tự nhiên nó cứng. Nhưng mà khi cái nguồn năng lượng thánh thiện của Phật á, hồng danh Phật làm cho nước trên thân họ nó giống như nó buông ra, nó không có cứng chắc lại, thì đây gọi là như vậy, người ta niệm mềm. Nhưng thật sự mà có một số người họ lấy cái tín hiệu là khi thân thể người chết niệm cho mềm, họ xem đó là vãng sanh. Bữa nay có rất nhiều người như vậy, ở đây thì có lẽ ít hơn, người Việt đấy ở Việt Nam thầy gặp rất nhiều, chứng kiến rất là nhiều. Và đây là một cái sai lầm rất lớn, không có giáo pháp nào cho rằng niệm Phật cho mềm là vãng sanh hết. Niệm Phật cho mềm thì lấy hòn đá dần nó mềm nhanh hơn, lấy cái búa dần cho nó mềm nhiều thứ là vãng sanh hết rồi, không phải như vậy. Thành ra là cái này á, nó cái mềm này là do cái năng lượng từ bi, cái năng lượng an nhiên của người niệm tác động vô ở trên thân người mất, và họ buông thì lóng thân họ lại. Cũng giống như tay họ, lúc họ lên gân thì nó cứng, và khi họ buông ra thì tự nhiên thấy nó mềm mại vậy thôi, thì cũng vậy thôi. Rồi đang nói rằng gì hả? Ở trong đây á có cái câu là quang minh của Phật A Di Đà chiếu đến thân, và cái thân họ trở nên nhu nhuyễn hơn hẳn những cái thiên nhân khác. Điều này cũng có cơ sở để chúng ta hình dung và chúng ta dùng niềm tin nhiều hơn. Thì cũng như vậy đó, khi mình niệm Phật cho người mất đó, với cái năng lực của Phật, và lúc đó có thể mình không cảm nhận hào quang của Phật chiếu được, nhưng mà chắc chắn rằng hào quang đó vẫn có, và ở trong bối cảnh đó khiến cho thân thể của họ trở nên mềm mại. Thì đó là có phải là nhờ cái thần lực Phật A Di Đà chiếu hay không? Cho nên căn cứ trên nguyện này, chúng ta cũng có thể tin điều đó là một sự thật. Và thực sự mà nói á, người nào niệm Phật nhiều, gương mặt họ nó trở nên trong sáng lắm. Các vị cứ để ý coi, đó là thầy nói thật sự thật đó. Niệm Phật, cái người nào mà niệm Phật nhiều, họ ăn chay, họ niệm Phật suốt đời, nhìn gương mặt họ nó thấy nó sáng sủa. Hôm trước có cô nào, cô tình nguyện có dắt cái cô gì đó lại đây nè, là thầy đứng thầy nhìn, thầy biết cô đây là một đời niệm Phật,
Và thầy hối cho cô niệm Phật hồi giờ mấy chục năm rồi, cô mới cười, cô nói niệm cũng lâu rồi. Quá y chang như vậy đó. Cái mặc dù 80 mấy tuổi rồi, đứng lên ngồi xuống khó khăn, nhưng mà cái diện mạo, cái thần thái á, là cũng thấy nó sáng và nhu nhuyễn, cái ánh sáng nó nhu nhuyễn, thân thể họ đó nó khỏe mạnh. Và cô mới nói rằng là hôm nay con nghe thầy giảng mấy bữa nó vô trong đầu con rất là nhiều, và cô có giải thích là cô bị nó mổ cái đầu, cưa cái não, thành ra nó cưa cái sọ đó, thành ra trúng cái chỗ nào không biết, cái nó quên. Mà hôm nay nghe thì lại nhớ nhiều, cho nên thầy mới nói ồ, vậy là do cô cưa cái đầu, thành ra là cô nghe nhớ nhiều, cũng tốt. Cho nên mai chắc thầy phải làm một chuyện này trong đạo tràng này. Tức là chứ vậy mệt quá rồi, nói giờ hết hơi rồi, thôi giờ mình cưa bỏ vô cho xong. Nguyện thứ 34, giả sử khi tôi thành Phật, những loài chúng sanh của vô lượng bất tư nghị thế giới mười phương nghe danh hiệu tôi mà chứng được Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn, các thâm tổng trì thì tôi chứng lấy ngồi chánh giác. Có lẽ chúng ta học tới đây chúng ta dừng tức là học xem cái nguyện này ha, như thế này: vô sanh pháp nhẫn. Chữ này là chữ cần phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh tức là không một niệm sinh khởi, không một niệm sinh ra, không sinh ra. Nhìn cái dừa chuông, lấy con mắt nhìn, biết đây là dừa chuông, ngang chỗ đấy chưa có sanh gì hết. Nhưng mà dừa chuông của tôi, dừa chuông đẹp, dừa chuông xấu, dừa chuông nó làm gì đây? Người đánh chuông hay, đánh chuông dễ, lúc bây giờ đó là niệm sinh khởi. Cho nên cái sinh với vô sinh hai cái nó gần nhau. Hay một niệm phân tích sinh khởi vô, rồi kết án, rồi nhân ngã vô, rồi thương ghét, đó là niệm sinh khởi. Còn một niệm tri giác, biết và biết rõ này, biết cái dừa chuông này, nếu như có biết thì biết nó vô ngã, bởi vì nó bằng gỗ, thực thể của nó không phải như vậy. Và ở trong đây nó cũng đầy đủ đất nước gió lửa, bởi vì cái yếu tố của gỗ, của đất nó mạnh hơn, nó hiện ra. Mà nếu như lúc nào đó gặp một cái duyên yếu tố của lửa nó mạnh hơn thì nó cháy thành tro, rồi nước ở trong này tự nhiên bốc hơi hết. Như vậy thì chúng ta thấy nó không có một cái thực thể bất biến, tinh thần tồn tại của nó là duyên sinh duyên diệt, và luôn luôn thấy các pháp nó đi theo dòng chảy đó, gọi là thấy trong tinh thần vô gì là vô sanh. Và xung quanh nó có những cái này kia, nó cứ mời nó gọi. Mình đang chẳng hạn như mình đang ngồi thiền, mình nghe người ta nói gì đó, mình thấy bình thường, đó gọi là vô sanh. Dạ, chứ mà mình không đủ cái pháp để mình chặn đứng và không khởi lên một niệm nữa, không đủ cái nhẫn ấy, thì bắt đầu cánh nó sinh diệt ấy, nó làm mình loạn tâm theo, cho nên gọi là bị cánh nó dẫn. Còn đây cái người ở trong trạng thái vô sanh pháp nhẫn, tức là trong tất cả các pháp người ta tự tại, sống trong tinh thần vô ngã, đó cũng là một cái cách giải thích đơn giản nhất của chữ vô sanh pháp nhẫn. Một khi đã sinh được ở Tây Phương Tịnh Độ, mười phương chúng sanh chỉ cần nghe được danh hiệu của Ngài và niệm Nam Mô A Di Đà Phật từ sáng đến tối, niệm liên tục, thì người này chắc hẳn đang đi vào cảnh giới của vô sanh pháp nhẫn. Thôi, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây.